Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với đôi clip mới trên kênh của Dòng Sự Kiện nha. Thì hôm nay là một ngày đặc biệt nè, thị trường Long buổi sáng mình thấy có đi chợ mua giấy và mua một cái hình, nói chung là giấy tiền vàng bạc. Hôm nay có lễ cúng cơm của mẹ thành Mỹ cả nhà. Thì ở giờ cũng có sư thầy vào bên trong rồi. Bây giờ mình đang đứng trước cửa chị Hồng Loan đây để cập nhật một số thông tin liên quan đến việc buôn bán và cũng như là cúng kính hôm nay cả nhà ha. Xin chào cả nhà nghe, hôm nay là bữa cúng cơm cả nhà, cúng cơm cho mẹ của Thanh Mỹ cả nhà ơi. Thấy có chị Loan buổi sáng có đi mua giấy đó, nhà Thanh Mỹ đây ha. Đây là mẹ ruột của anh Thanh Mỹ nha cô chú. Thì bây giờ trong nhà em đang chuẩn bị cả nhà. Chị Loan cũng đang trước cửa nhà đây. Chị Loan đang điện sư thầy cô chú chị. Thì vừa rồi là cũng có anh sư thầy cũng đang đứng phía bên trên kia nha cô chú. Chị Loan đang điện cho sư thầy nha. Hồi nãy sư mới đi ngang á. Sư thầy đây nè. Đây. Bên trên là có sư thầy nhà cô chú. Đây là sư thầy đến để tụng kinh cho mẹ của Thanh Mỹ cả nhà. Đây. Mình chỉ đứng ở xa cặp cả nhà thôi chứ mình không lơ gần quay ha, để chờ sau thì riêng tư cho chị Hồng Loan cũng như sư thầy ha. Thì hôm nay là ngày cúng cơm cho mẹ của Thanh Mỹ cả nhà ha. Thì sư thầy cũng đến đây để làm một lễ. Em hồi sáng em cũng nghe chị Loan nói là hôm nay là ngày mãn tang của mẹ anh Thanh Mỹ anh ha. Đi ha. Dạ. Thì cho nên là chị Loan cũng có đi ra ngoài chợ thì mua một cái ít trái cây này và ít đồ để về làm một cái mâm cơm nho nhỏ cô chú. Em thấy là có tiền mấy con vàng mã rất là dạ. Nhiều ha. Lòng chuyện tâm linh ha. Dạ. Buổi trưa đã cũng khá nóng cả nhà. Chú Chánh bây giờ cũng đem cái ba tấm bạc ra. Tấm bạc này các nhà thấy quen cả nhà. Tấm bạc này là tấm bạc của xe 7 chỗ cả nhà, thấy quen không? Tấm bạc này nè. 7 chỗ đây ha. Không biết của ai nhưng mà được trước trong nhà của cậu Năm mà trong phòng của cái chị kia, cái chị nào đó tấm bạc này nè, rất là nhìn thấy quen nha. Chú Chánh đem ra để xe máy đúng rồi. Không biết tấm bạc này có bị lập biên bằng không đây, tấm bạc này lấy ra che. Sẽ lập biên bằng hả? Đúng rồi, sẽ lấy ra che nè, không biết có lập biên bằng không đây nè, căng quá. Tấm bạc cũng lập biên bằng rồi hả? Được chứ. Nếu lập biên bằng thì ai là người đại diện cho tấm bạc đi ra hậu tòa? Chính chủ lập, chính chủ của tấm bạc này. Nếu lợi nhận lập biên bằng, không lợi nhận thì thôi, vậy đó. Phần nữa hả? Đúng rồi. Căng lắm. Căng ha. Thì nãy giờ mình cũng thấy là sư thầy cũng đi vào bên trong rồi để chuẩn bị cho một cái buổi tụng niệm cho mẹ của Thanh Mỹ. Thì như thông báo là của số anh em với Thanh Mỹ nói là hôm nay là lễ cúng cơm của mẹ Thanh Mỹ. Mắc gần hơn năm nay cả nhà ha, tính ra cũng rất là nhanh. Thì vừa rồi thì đúng rồi. Đúng rồi. Tối ha. Phải chỉ là một mâm cơm nhỏ gia đình. Đây cũng có khách đến để thắp hương cho các nghệ sĩ đây cả nhà ơi ha. Dạ tới mua hàng đây ha. Đúng rồi, bây giờ mua hàng phải mặc khẩu trang. Có những vị khách mới vừa đến nhà chị Hồng Loan, chị về nhà.
ngồi đó ở trong Sài Gòn đó. Đây chị Lan nha, chị Lan nó gần ha. Mấy cô Phú Quốc lên ủng hộ chị Lan quá trời luôn. Cô đến từ Phú Quốc ha cả nhà. Ha, bây giờ đang ra sân bay để đi về trở lại. Cô đi máy bay từ Phú Quốc lên đây, sau đó là đi taxi qua ủng hộ chị Lan rất là nhiều. Dạ, chúc mấy cô về vui vẻ nha. Không biết chị đến từ đâu à? Đến từ Phú Quốc. Từ Phú Quốc. Trời ơi, Phú Quốc lên. Phú Quốc đi vô lịch. Bây giờ bữa nay là đi từ Phú Quốc vô đây, bay vô đây. Xong rồi tối nay đi dạo Sài Gòn một chuyến rồi sẽ đi về Phú Quốc nha nhà. Bay về Phú Quốc lại nha. Những người khách đặc biệt nha, đến từ Phú Quốc xa xôi, một cái đảo rất là đẹp của Việt Nam mình đó nha. Đó, thì các cô cũng yêu quý và yêu thương chị Hồng Loan cũng nên lặn lội từ xa đó nha ha. Từ một cái đảo về đây để mua hàng ủng hộ cho chị Hồng Loan. Chị Hồng Loan thì phải nói là cũng rất là xúc động trước cái tình cảm mà của các chị ở ngoài Phú Quốc ha, và trong đây đấy, mọi người là không quãng đường xa, là đặt vé máy bay bay trực tiếp bay thẳng tới Sài Gòn và bắt taxi tới ngay nhà chị Loan luôn nha mọi người. Cả một chặng đường khá là xa. Nghĩ chắc là những cô ngoài này người ta cũng đã xem nhiều cái clip và nhiều cái thông tin liên quan chị Hồng Loan rồi, nên họ mới quyết định đi một nhóm khách đó, khoảng 7 người không anh? 7 người khách ha, nữ ha, thì đến thì đến để ghé nhà chị Hồng Loan, vừa thắp hương cho cố nghệ sĩ là cậu Năm, và cũng là vừa mua hàng ủng hộ cho chị Hồng Loan, những món ăn vặt hoặc là những sản phẩm liên quan đến Yến ở nhà. Mặc dù là ngoài Phú Quốc thì Yến thì khỏi nói rồi, chất lượng khỏi nói rồi, nhưng mà các cô cũng ghé đây mua để ủng hộ chị Hồng Loan. À, anh nói rất là đúng, bởi vì là ở ngoài Phú Quốc thì chất lượng cái sản phẩm Yến ấy, cô chú anh chị phải nói là cực kỳ là tốt, nhưng mà tại sao các cô lại cắt công bay từ Phú Quốc vào trong đây để mua hàng Yến mà để ủng hộ cho chị Loan mọi người. Đó là đủ hiểu được là cái tình cảm mà của tất cả cô chú anh chị dành cho chị Loan ha. Cá nhân anh em tụi mình quay được những hình ảnh này và biết được những cái thông tin từ các cô, khi các cô nói là bay từ Phú Quốc vào thì phải nói là rất là cảm động nha. Rất là cảm động. Khách đến để mua hàng cả nhà ha, bị tiếp đây ha. Hôm nay rất là nhiều khách đến đi mua hàng nha.